Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tôm hùm bông được Trung Quốc đưa vào danh sách động vật hoang dã, người nuôi tôm ở Việt Nam đều đứng. Ngày 15 tháng 11, VOA tiếng Việt loan tin, Trung Quốc ngừng nhập tôm hùm Việt Nam đưa vào danh sách động vật hoang dã. Theo đó, Việt Nam đã đối mặt với việc áp tắc xuất khẩu tôm hùm bông sang Trung Quốc trong vài tháng qua, và mới chỉ được Trung Quốc cho biết lý do ngừng nhập khẩu loại hải sản này khi các cơ quan liên quan của hai phía làm việc với nhau hôm 13 tháng 11. Theo VOA, truyền thông trong nước cho biết từ tháng 8 đến nay, Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu tôm hùm bông từ Việt Nam, khiến nhiều doanh nghiệp phải đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ tháo gỡ ách tắc. VOA dẫn báo Việt Nam Plus và Tuổi Trẻ cho biết các cơ sở xuất khẩu tôm hùm và hội nghề cá tỉnh Phú Yên nơi được xem là một trong những thủ phủ nuôi tôm hùm bông, đã được phía Trung Quốc, nơi nhập tôm hùm nhiều nhất của Việt Nam, thông báo tạm ngừng nhập khẩu loại hải sản này mà không đưa ra lý do. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA dẫn cục chất lượng chế biến và phát triển thị trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hôm 13 tháng 11 cho biết rằng Trung Quốc xem tôm hùm bông là loại động vật cần được bảo tồn. VOA cho hay Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho phía Việt Nam biết rằng từ năm 2021, Trung Quốc đã sửa đổi danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp cần được bảo vệ, trong đó tôm hùm bông được đưa vào danh mục loài cần được bảo vệ cấp độ 2 theo Việt Nam Plus, thông tấn xã Việt Nam. VOA dẫn thông tin từ báo tuổi trẻ theo đó, từ tháng 5 năm nay, Trung Quốc đã sửa đổi luật bảo vệ động vật hoang dã trong đó, quy định cấm đánh bắt, sử dụng kinh doanh buôn bán đối với tôm hùm bông và các loại trong danh mục động vật hoang dã nguy cấp cần được bảo vệ. Trung Quốc đã thông báo nội bộ tới cơ quan hải quan địa phương về quy định này để thực hiện. Với quy định mới, Trung Quốc chỉ nhập tôm hùm bông từ Việt Nam nếu chúng không được đánh bắt trực tiếp từ biển và nếu là loại được nuôi trồng thì phải có chứng minh quá trình nuôi rõ ràng cũng như không sử dụng nguồn giống khai thác từ tự nhiên, tức là con giống phải là thế hệ F2, theo tuổi trẻ. Vì vậy, cho biết Trung Quốc là thị trường xuất khẩu tôm hùm lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay với kim ngạch 76 triệu USD, theo thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, trích dẫn thống kê của Hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản, tạp chí Người nuôi tôm cho biết con số này giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Hình ảnh tôm hùm bông được nuôi tại Phú Yên. Cũng theo hiệp hội xuất khẩu thủy sản, việc nuôi xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam sang Trung Quốc chủ yếu qua đường tiểu ngạch và người nuôi tôm hùm ở Việt Nam luôn gặp rủi ro khi giá cả lên xuống thất thường cũng như bị thương lái ép giá. Việt Nam đứng thứ 14 về cung cấp tôm hùm cho Trung Quốc, chiếm thị phần chỉ khoảng 1% tôm hùm bông nằm trong số ít các sản phẩm tôm hùm mà Việt Nam xuất chủ yếu sang Trung Quốc. Vì quay dẫn Việt Nam Plus cho hay, phía Trung Quốc sẽ tổ chức kiểm tra trực tuyến hoặc trực tiếp đối với cơ sở nuôi tôm hùm bông ở Việt Nam và công bố danh sách các cơ sở được cho phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuổi trẻ cho biết thêm, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường gần đây nhận định rằng trung quốc đang đa dạng hóa nguồn nhập khẩu tôm hùm từ canada mỹ new zealand và các nước khác và việc này có khả năng ảnh hưởng đến cung cầu xuất khẩu với việt nam voa dẫn báo kinh tế sài gòn online cho biết cục thủy sản của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo nông dân hạn chế nuôi trồng loại hải sản này cục này khuyến khích người dân tăng nuôi tôm hùm xanh là một loại hải sản được trung quốc nhập nhiều nhất của việt nam và xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm tôm hùm đảm bảo truy xuất được nguồn gốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Tôm hùm bông được Trung Quốc đưa vào danh sách động vật hoang dã, người nuôi tôm ở Việt Nam đều đứng. Lý do nào khiến Intel hoãn đầu tư mở rộng vào Việt Nam? Ngày 13 tháng 11, AFA tiếng Việt có bài Intel hoãn đầu tư thêm vào Việt Nam vì chính sách đối ngoại của Hà Nội. AFA dẫn lời Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói với báo chí hôm 9 tháng 11 cho biết việc Intel gác lại kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ USD mở rộng nhà máy tại Việt Nam. Ngoài các nguyên nhân từ nội bộ của Việt Nam còn có những yếu tố bên ngoài như địa chính trị, cạnh tranh giữa các quốc gia và chính sách thuế tối thiểu toàn cầu. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn bình luận của một độc giả trên Facebook của AFA nhận định rằng những yếu tố như thiếu điện hay vấn nạn quan liêu chỉ là động thái để hãng Intel từ chối hợp lý các quyết định của họ, vì hãng này đã đầu tư vào Việt Nam từ chục năm trước nên hẳn là họ đã rất hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam. Yếu tố chính có lẽ là việc Hà Nội dự kiến tham gia vào sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc trong thời gian tới. AFA dẫn lời tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ cho rằng hiện nay các tiếp cận của Mỹ đối với các quốc gia ủng hộ vành đai con đường của Trung Quốc còn mềm mỏng. Một khi đến giai đoạn mà sự xung đột cạnh tranh tăng hơn nữa thì buộc chính phủ Mỹ phải đưa ra các chính sách cứng rắn hơn nữa. Có thể là những nước nào tham gia hay liên hệ với kế hoạch vành đai con đường của Trung Quốc thì Mỹ buộc phải xem xét vị thế những nước như Việt Nam. Cho nên những doanh nghiệp sẽ đầu tư vào Việt Nam phải gánh rủi ro lớn. Hình ảnh phát biểu ủng hộ vành đai con đường của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Trung Quốc ngày 18 tháng 10. AFP à, dẫn quan điểm khác của nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế Thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng, chủ trương Việt Nam ủng hộ vành đai con đường không phải từ bây giờ mà đã có từ sau khi Trung Quốc công bố sáng kiến đó, đây đâu phải là một vấn đề mới. Tại sao các doanh nghiệp đầu tư về chip và bán dẫn tại Việt Nam khác lại không gặp vấn đề, ví dụ như Amcor và rất nhiều công ty khác? AFA dẫn một bài viết trên trang chủ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 14 tháng 7 đánh giá sản kiến vành đai con đường của Trung Quốc tiềm ẩn nhiều rủi ro cho chính quốc gia này. Nó làm gia tăng gánh nặng nợ nần, buộc sử dụng nhiều carbon hơn. Các thị trường lớn nghiêng về phía Trung Quốc và lôi kéo các quốc gia vào mối quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ hơn với Bắc Kinh, đồng thời thúc đẩy các quốc gia liên kết chính trị với Trung Quốc. Do đó, Mỹ đã lập ra nhiều dự án nhằm đối trọng lại với sáng kiến vành đai con đường. Hình ảnh Mỹ công bố đạo luật, chips và khoa học. AFA cho biết ngày 8 tháng 9 năm 2023, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố đạo luật, chips và khoa học nhằm đưa ra các giải pháp hỗ trợ cho các công ty sản xuất chip của Mỹ và chạy đua công nghệ bán dẫn với Trung Quốc. Những quy định của luật này buộc các doanh nghiệp sản xuất chip phải lựa chọn Mỹ hoặc Trung Quốc. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ cho rằng hiện nay chính sách ngoại giao của Việt Nam rất mù mờ. Hà Nội vừa muốn xích lại gần hơn với Mỹ để được hưởng lợi ích kinh tế, đồng thời vẫn cam kết gắn bó chặt chẽ với Trung Quốc. Như vậy, các doanh nghiệp Mỹ có thể sẽ gặp rủi ro rất lớn nếu tình hình xung đột Mỹ-Trung trở nên căng thẳng hơn vì Việt Nam có thể ngã theo Trung Quốc hoặc bị Trung Quốc kiểm soát một phần nào đó. Còn thạc sĩ Hoàng Việt thì nhận định cuộc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc từ năm 2018 cho đến nay thì vẫn có rất nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc đã sang Việt Nam, thậm chí còn là một vỏ bọc của Việt Nam để lẫn tránh thương mại. Do đó, theo ông Hoàng Việt, để thu hút đầu tư trong bối cảnh cạnh tranh hoàn cầu khốc liệt như hiện nay, Việt Nam cần phải giải quyết tốt các vấn đề nội bộ còn tồn tại bao gồm thủ tục rườm rà, tham nhũng hay các chính sách về thuế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin, lý do nào khiến Intel hoãn đầu tư mở rộng vào Việt Nam? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d